Hoan hỉ đón chào quý vị, quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của Đạo Sĩ Tử Thông ngày hôm nay. Quý vị thân mến, khi các bậc thầy, các chuyên gia về tử vi học nghiên cứu về số phận của con người thì thấy hầu hết mọi người, mọi việc sinh ra thì đều được định sẵn trong cái cung mệnh tử vi của 12 con giáp. Và thêm vào đó là ngày, tháng, năm sinh cùng với giờ sinh thì định được cái lá số tử vi của từng người. Có người sinh ra trong cái cung tài phú, giàu có từ trong cái trứng nước, sướng từ trong trứng sướng ra. Khi còn ở trong trứng ấy, thì đã thì nghiễm nhiên được thừa hưởng cái gia tài bạc tỷ, bố mẹ thì cao sang quyền quý, quyền cao chức trọng, có kẻ hầu người hạ đến tận răng. Ở nhà thì biệt thự giáp vàng, ăn cao lương mỹ vị, có kẻ đưa người đón, phục vụ từ miếng ăn đến giấc ngủ, sống trong nhung lụa và hưởng thụ một đời. Nhưng bên cạnh đó cũng có những người sinh ra vào cái cung bần khổ, mệnh thì tai ương, gia đình thì làm ăn chẳng no đủ, quần áo thì rách nát. Đã vậy lại sinh ra trong những gia đình bất hạnh, suốt ngày cứ cãi chửi nhau, xích mích bất hòa, sống như trong cái địa ngục. Hơn nữa, có người còn sinh ra trong cái cung đần độn, đã nghèo tài, nghèo trí, lại chẳng được bằng ai, học hành thì ngu dốt, học mãi thì cũng chẳng vào. Nhìn người ta giàu có, sung sướng mà trách cho cái số phận bi thảm của mình. Quả thực là ông trời sinh mỗi người một số mệnh khác nhau. Hạnh phúc và giàu có đều là cái điều mà con người ta mong muốn nhất. Không được điều này thì ít nhất cũng phải đạt được cái điều kia để khỏi sống khổ trong kiếp người. Trong vận mệnh tử vi của 12 con giáp thì có những con giáp vận số giàu có từ trong trứng nước, rất nhanh chóng đạt được cái thành công trong cuộc sống. Giàu có đến với họ từ cái tuổi trẻ, đẻ ra đã thể có cái thiên phú. Cũng có những cái con giáp mà cả đời phải khổ cực, nghèo khó mạt vận, sinh ra đã phải vất vả thiếu thốn và chết đi trong cái nghèo đói và sầu khổ. Lại có những con giáp sinh ra thì khổ trước sướng sau, sinh ra đã giàu có, tiền thì nhiều như núi, nhưng về già lại vỡ nợ mất sạch. Suốt tuổi già là những chuỗi ngày nuối tiếc, nhớ nhung về những cái ngày tháng vinh hoa trong quá khứ. Nhưng đó không phải là những con giáp được nhắc tên trong ngày hôm nay. Trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp có số mệnh giàu sang phú quý, càng già càng giàu, nứt đố đổ vách, hậu vận thì ngập chìm trong tiền bạc, vinh hoa phú quý, hạnh phúc đầy đủ. Những con giáp này sinh ra hầu hết là nghèo khổ, bần cùng, không được bằng những người khác. Tuổi trẻ lại có những cái chuỗi ngày trông gai gian khổ, thậm chí là trắng tay, tiền làm ra thì ít mà tiền tiêu thì nhiều. Cũng vất vả mà chẳng thấy tiền đâu, chỉ thấy nợ nần chồng chất, tương lai thì mờ mịt như là đi trong sương mù. Họ cứ tưởng rằng thế thôi là xong cái kiếp người, mà chẳng còn cái hy vọng gì nữa. Có cố gắng thì cũng chẳng thể giàu có lên được, công việc thì không có người chỉ điểm, lộc lá thì cũng chẳng tới tay mình, làm gì thì cũng thấy bế tắc và không tìm thấy đường ra. Nhưng họ không biết, cái cuộc đời của họ ấy, khi mà cái vận số đến thì tất cả sẽ đều lội ngược dòng một cách ngoạn mục. Đến thời điểm này thì trắng tay cũng trở thành triệu phú. Khi mà phúc tinh chiếu mệnh thì mọi sự sẽ hanh thông một cách bất ngờ, thần tài độ mạng giàu có chỉ sau một đêm. Họ giàu nhanh vào cái thời điểm mà ai cũng không thể ngờ tới, bất ngờ mua nhà lầu xe hơi, có số đổi đời, chuỗi ngày an nhàn, hạnh phúc bắt đầu từ đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết đó là những con giáp nào, mà cái vận mệnh của họ có đặc điểm gì mà lại đặc biệt đến như vậy. Biết đâu quý vị cũng sẽ thuộc top đầu tiên những con giáp may mắn này. Nếu vậy thì các bạn đừng bao giờ nhược chí trước mọi khó khăn, gian khổ, vất vả ở cái hiện tại. Tương lai huy hoàng đang chào đón các bạn ở phía trước. Và trước khi đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết thì quý vị có băn khoăn hay thắc mắc gì về cái lá số tử vi của mình, các bạn hãy cứ comment ngày, tháng, năm sinh, giờ sinh, dương lịch ở bên dưới. Và gì, các bạn comment tiếp là mình là nam hay nữ để chúng tôi sẽ trả lời cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những con giáp khổ trước sướng sau, càng già càng giàu. Bốn con giáp càng già càng giàu, đổi vận đổi đời, nhờ hồng phúc trời ban, nghèo khổ quá đủ rồi. Bốn con giáp này sau 40 tuổi thì vận mệnh bắt đầu lội ngược dòng, may mắn, phúc phận, tài phú nó bủa vây, chúng lớn liên tục, cuộc sống thì 10 phân vẹn 10. Có lẽ trên đời này thì chẳng ai mong mình già đi cả, nhưng mà những con giáp này có lẽ lại thích già bởi họ có cái hậu vận cực kỳ tốt. Tuổi càng nhiều thì lộc lá lại càng dồi dào hơn. Họ thuộc tiếp người gì khổ trước sướng sau, lăn lộn vất vả cả đời, thanh niên trai tráng,
để đến khi về già thì càng già lại càng được nhàn hạ, càng được thanh thản và tận hưởng các thành quả của cuộc đời. Chứng khốn khổ những cái tuổi trục, những cái bất công, bất mãn của tuổi trẻ thì lại trở thành cái hương vị trong quá khứ. Khi mà có tiền bạc ấy và danh vọng thì họ sẽ mỉm cười và hoài niệm về những cái chuỗi ngày khốn khó với những cái sự thấu cảm và hạnh phúc sâu sắc. Sách Tử Vi học có viết, trong số 12 con giáp thì có 4 con giáp sẽ được Thượng Đế chiếu cố hết mực. Bạn có tò mò mà muốn biết là đó là những con giáp nào không? Nếu bây giờ vẫn chưa có gì và bạn đang nghèo khổ thì cũng các bạn cũng không được nản lòng, bởi những cái điều tốt đẹp sẽ đến với bạn sau cùng. Đừng bao giờ các bạn đánh mất cái hy vọng trong cuộc sống đáng quý này. Biết đâu bạn cũng sẽ đứng ở vị trí đầu bảng những con giáp may mắn trong ngày hôm nay. 1. Con giáp thứ nhất, hậu vận lộc phát như vũ bão, thành tỷ phú, hưng vượng, sung túc đến hết cuộc đời, khiến cho thiên hạ phải thèm khát. Đầu tiên là những người tuổi Tý. Người tuổi Tý trong tứ trụ có cục diện là gì? Sửu thổ khắc Tý thủy. Tý thủy lại sinh trì giữa âm mộc, lại được Phật Thiên Phủ Quan Thế Âm Bồ Tát độ mệnh. Do đó, những người tuổi Tý cả đời thì vui vẻ, sung túc nhờ cái phúc phần của tổ tiên để lại. Tài sản thì dồi dào, nếu mà họ biết chờ thời, mọi khó khăn đều qua đi thì chắc chắn sự nghiệp sẽ rất là hanh thông. Hôn nhân thì hạnh phúc, tiền tài thì chất như núi, mọi phương diện thì đều phát triển vô cùng là tốt đẹp. Tuổi Tý là thiên quý tinh, vốn thông minh, lanh lợi, suy nghĩ lại lạc quan, giao thiệp thì rộng rãi, được nhiều người yêu quý. Con giáp này hành xử lại có tâm, có đức, ý chí thì kiên cường, có tham vọng về cái tài chính, gặt hái được nhiều cái thành tựu to lớn trong cái cuộc đời. Hơn thế nữa, những người tuổi Tý lại giỏi toan tính, phản ứng nhanh nhẹn và biến hóa, đa tài đa nghệ. Họ biết cách gì tích lũy tiền bạc, nên là suốt đời thì không phải lo cái chuyện thiếu thốn. Những người thuộc tinh con chuột thì bẩm sinh là những người mà nhạy bén, tinh tế, sở hữu vô số cái IQ rất là cao. Họ luôn sống có lý tưởng và đạt được cái mục đích rõ ràng cả ngắn hạn và dài hạn, chứ không bao giờ trong cái tình trạng là lơ lửng ở 9 tầng mây. Đa phần những người tuổi Tý thì đều sinh ra và trưởng thành trong gia đình bình dị về kinh tế, tức là vừa đủ ăn đủ mặc. Chính cái động lực làm giàu và cái ham muốn vươn lên đã thôi thúc họ để ý quan sát và học hỏi, trưởng thành dần theo từng năm tháng. Nhược điểm của những người tuổi Tý là quá chặt chẽ, làm việc gì cũng phải sa vào chi tiết, đôi khi vì quá là gì chắc lép nên là rất dễ vượt qua mất cái cơ hội quý giá. Và may mắn là sau 35 tuổi ấy, thì họ là những người được quý nhân để mắt đến, lộc tinh và tài tinh nâng đỡ, phù trợ và bắt đầu xảy những cái bước dài trên con đường công danh, tiền thì vào như nước, giàu có bất thình lình. Vì vậy, họ chỉ cần cố gắng và kiên trì qua được cái giai đoạn khốn khó nhất của cuộc đời thì đừng buông xuôi, đừng bỏ dở giữa chừng, thì từ 40 tuổi trở đi thì sẽ được gì hưởng cái quả ngọt ra đến cuối cuộc đời. Những người tuổi Tý thì tâm địa lương thiện, tính tình thì tỉ mỉ. Ở trước tuổi 40, những người tuổi Tý thường không có nhiều cái cơ hội để thể hiện cái tài năng của mình, cũng như là không gặp được quý nhân hỗ trợ về cho cái tài năng phát triển. Nhưng mà sau 40 tuổi thì những người tuổi Tý được tôi luyện, được rèn giũa và không ngại đương đầu với những khó khăn, những gian khổ, cũng không bị khó khăn nó cản bước. Con đường tới thành công ấy thì trở nên bằng phẳng và dễ dàng hơn. Tuổi Tý là những người nhanh nhẹn, thích nghi với cái sự thay đổi của hoàn cảnh. Làm việc gì thì họ nhất định cũng phải đạt được thành công thì mới thôi. Tuổi Tý tuyệt đối không để mình thua kém bất kỳ một ai. Đôi khi những cái tham vọng về công việc, về địa vị, về tiền bạc sẽ khiến cho những người tuổi Tý trở nên gì thực dụng trong mắt mọi người. Tuổi Tý khá cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng, không một hành động sai trái nào mà có thể lọt qua tầm mắt của những người tuổi này. Họ tuyệt đối không thích gì mình hot và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Họ không thích chi tiêu một cách hoang phí. Ở trong mắt mọi người thì tuổi Tý rất là cẩn thận và chặt chẽ, chẳng ai có thể lấy được của họ bất kỳ một thứ gì. Hơn nữa, những người tuổi Tý là những người rất kín đáo. Nếu là những chuyện bí mật ấy, thì họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Những người này thì sống giàu tình cảm, họ yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù bận với công việc nhưng mà họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng cái không khí ấm áp và hạnh phúc. Những người tuổi Tý thì dù trong hoàn cảnh nào ấy, thì họ cũng có thể là thích nghi một cách là nhanh chóng. Càng khó khăn ấy, thì họ càng tỏa sáng. Đa số những người tuổi này thì thường rất thành công trong cuộc sống, dù lên từ hai bàn tay trắng
nhưng họ có thể trở thành người có quyền lực và giàu có. Ở trong các tuổi thì tuổi Tý là người đầu tiên sẽ giành được cái vị trí chiến thắng. Dù đối thủ có mạnh đến cỡ nào thì họ cũng sẽ cố gắng chinh phục. Họ thích cái sự thử thách, thích sức mạnh của bản thân bằng cách là đối đầu với những nguy hiểm. Những cái việc mà không ai dám làm thì những người tuổi Tý lại sẵn sàng tiên phong. Điều đó cũng khiến cho họ đạt được những cái thắng lợi vẻ vang, nhưng có khi lại khiến họ vấp phải những cái thất bại nặng nề. Bên cạnh đó thì những người tuổi Tý thì đều có khả năng điều khiển cảm xúc và cái suy nghĩ của bản thân, tự chủ và cẩn thận, đó chính là hai cái tính cách tiêu biểu nhất của họ. Họ là những người rất ít bạn, nhưng mà những người bạn của họ lại thật sự chất lượng và đáng trân trọng. Theo đuổi một cái cuộc sống giàu sang phú quý là cái mục tiêu chính trong cuộc sống mà những người tuổi Tý để luôn hướng tới. Những người tuổi Tý thì có cuộc sống giàu có và không sợ thiếu thốn, nhưng họ luôn tạo cho mình cái thói quen chi tiêu tiết kiệm vừa phải. Đối với những người tuổi Tý thì các gia chủ tuổi Tý mà sinh vào các tháng âm lịch này ấy, thì sẽ luôn là người giàu có và may mắn cả đời. Thứ nhất là người tuổi Tý mà sinh vào cái tháng 12 âm lịch thì những người sinh vào cái tháng 12 thì cả đời an nhàn, không vất vả, không phải lận đận, nhưng mà cũng thì đủ ăn đủ mặc, ấm no sung túc. Tuy nhiên họ không có tính tự lập và thường ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, đôi lúc sẽ gây ra phiền toái cho mọi người xung quanh. Nếu mà sinh vào tháng 7 ấy, nếu tuổi Tý mà sinh tháng 7, cái thời điểm này ấy, thì gần với cái lúc lập thu, những người tuổi Tý sẽ thì có cuộc sống vô lo vô nghĩ về tiền bạc và hạnh phúc viên mãn sẽ đến với họ. Tháng 7 âm lịch thì trời đất là vào tiết lập thu, hoa trái thì dồi dào, là cái mùa thu hoạch. Những người tuổi Tý mà sinh vào cái thời điểm này trong năm ấy, thì cần phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo mọi lúc mọi nơi, đề phòng những kẻ tiểu nhân hãm hại. Tính tình thì phóng khoáng, khoan dung, độ lượng, là những người có thể làm nên cái nghiệp lớn. Đời có thành có bại, song cái hưởng phúc lộc trời ban nên các bạn vẫn được đông vào đấy. Dù có gặp tai họa thì vẫn cơm áo gạo tiền đầy đủ. Tính cách dù có gặp tai họa thì có cơm áo dù có gặp tai họa thì họ vẫn có cơm ăn áo mặc. Cái tính cách cương nghị sẽ rơi vào cái cảnh khó khăn và cái lòng tự trọng. Dù vất vả để kiếm kế sinh nhai cũng không để cầu xin người khác. Những gia chủ tuổi Tý mà sinh vào tháng 7 ấy, thì là những người thường là hưởng lộc tổ tiên, tổ nghiệp đấy, phúc lớn, gia sản thì giàu có, tài sản thừa kế thì dồi dào, cha mẹ thì giúp sức nhiều trên con đường sự nghiệp. Anh chị em trong nhà thì yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau, vợ chồng con cái thì hòa thuận, êm ấm. Người này thì có số hưởng không cần phải vất vả gì nhiều mà vẫn sung túc giàu sang phú quý. Với cái tâm địa lương thiện, sở lời phóng khoáng, khoan dung độ lượng, cuộc đời của những người tuổi Tý sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, cái sự nghiệp thì thành công, không gặp cái đại hung hay là những cái vận hạn nào cả. Là những người mang phúc tướng và hiếm khó. Họ là những người có phúc tướng hiếm có khó tìm. Xem cái tháng sinh đại cát của 12 con giáp thì tháng 7 âm lịch cũng là cái tháng đại cát cho những người tuổi Tý. Tiếp theo là những người tuổi Tý mà sinh vào tháng 5 thì những người sinh vào tháng 5 âm lịch thì có cái khí phách và cái lòng quyết tâm kiên trì để xây dựng nên cái sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Có nhiều người tôn trọng, nể phục và có nhiều cái danh tiếng vẻ vang. Càng về già, họ lại càng có tài có lộc và hưởng cuộc sống an nhàn sung túc. Những người tuổi Tý mà sinh vào tháng 8 là những người thông minh, trí tuệ sắc sảo, trưởng thành sớm và tự thân lập nghiệp, chăm lo cho cuộc sống của bản thân và không dựa dẫm vào bất kỳ một ai. Tuổi Tý mà sinh vào tháng này thì cuộc đời gặp nhiều cái may mắn, có quý nhân phù trợ trong những cái lúc khó khăn, gia đình thì hòa thuận, vợ chồng thì chung thủy, sắc son, yêu thương nhau. Tháng 8 âm lịch trong năm là tiết bạch lộ. Vận khí của những người tuổi Tý sinh vào cái tháng 8 này thì rất là tốt. Số mệnh thì giàu sang, sung túc, vinh hiển, được bạn đời nâng đỡ rất nhiều. Người này thì tướng mạo xuất chúng, phong thái thì đĩnh đạc, quyền cao chức trọng. Trong đời thì có nhiều quý nhân tương trợ, mưu sự thì tất thành, chăm chỉ làm việc và có những thành công lớn lao. Chỉ cần các bạn tu tâm dưỡng tính thì có thể tạo nên sự nghiệp, cái đại nghiệp lớn. Những người tuổi Tý mà sinh vào tháng 6 thì thường là những người tài trí hơn người. Dù có gặp nhiều cái khó khăn, cái thử thách thì vẫn kiên định, quyết tâm vượt qua. Có nhiều cái ước mơ, cái hoài bão và có nhiều cái dự định.
những người này dễ đạt được cái thành công khi còn rất trẻ. Giờ sinh tốt nhất cho những người tuổi Tý đó là giờ Mão, giờ Thìn, giờ Tý và giờ Dậu. Sinh vào giờ Thìn tức là 7 giờ 9 giờ sáng đúng không ạ? Thì là những người tốt bụng, hào phóng, luôn nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ những người khác hết mình mà không thì cần được báo đáp. Họ có cái tài trong kinh doanh và sẽ trở thành những ông chủ, bà chủ rất là giỏi. Nếu mà sinh vào giờ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thì cục diện là âm kim sinh cho Tý Thủy trong bát tự, thì đa phần những người tuổi Tý sinh vào cái giờ Dậu đều có trái tim nhân hậu, phẩm chất thì và đạo đức thì rất là tốt. Được sinh ra trong gia đình có cái nền tảng kinh tế cũng không tốt, nhưng mà được nhiều người giúp đỡ nên là sẽ đạt được những thành công trong sự nghiệp. Cuộc đời của những người tuổi này thì cũng khá bình yên, êm ấm, là con đàn cháu đống và được hưởng phúc từ con cháu. Nếu mà sinh vào giờ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ sáng thì những người này có tính hiền lành, thật thà, ngoan ngoãn và biết tính toán trong cái công việc. Hành động cử chỉ thì dứt khoát, nhanh nhẹn, kết hợp với sự thông minh tài giỏi sẽ giúp họ dễ đạt được những thành công trong cuộc sống. Những người mà sinh vào giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thì cục diện Tý Thủy, Tỷ Kiên trong bát tự. Theo luận giải là số tử vi trọn đời thì những người tuổi Tý mà sinh vào cái giờ này thì có tính tình cương trực, hành xử thì linh hoạt, nhạy bén, cái khả năng tư duy tốt nên là công việc và sự nghiệp thì sẽ thuận lợi. Nếu kết hôn sớm thì thuận đường con cái, cuộc sống hôn nhân thì theo đó cũng được suôn sẻ hơn. Những người tuổi Tý thường là những người có cuộc sống thơ ấu, hạnh phúc. Thời thanh niên thì thong dong, không bị ràng buộc, hơn nữa lại hết thảy đều được như ý. Nên trong tuần sẽ có không ít cái số phiền phức nữa cận kề, sẽ gặp không ít những thất bại, có thể là thất bại trong tình trường hoặc là thất bại trong chuyện làm ăn buôn bán. Khi về già thì tuổi Tý thường hạnh phúc, viên mãn, an lạc. Những người mà sinh năm Tý thì hầu hết là có cái tính là hễ mà đạt được mục tiêu, danh vọng về tiền bạc ấy, thì họ quyết tâm thực hiện được. Chưa đạt được mục tiêu thì là chưa bao giờ họ ngừng tay. Thì nói chung họ là những người hết sức cần cù. Vì thế trong cuộc đời mình họ rất ít khi phải lo lắng khi mà gặp khó khăn về chuyện tiền bạc. Nhưng có một điều là nhược điểm về cái mặt tiền bạc của họ. Tuy họ có thể tiêu pha một cách thận trọng, nhưng mà do lòng dạ mềm yếu nên dễ bị lừa gạt. Với tính cách mềm yếu của họ thì thường không điều khiển được cái lý trí hay làm những chuyện không có lợi. Họ rất dễ bị người ta dụ dỗ đánh bạc vì họ luôn ôm cái hy vọng sẽ gặp được may mắn. Trước khi lật bài thì cảm thấy nhất định sẽ được thắng, nhưng mà 10 ván thì đến 9 ván thua. Câu nói này thì ngàn năm vẫn không hề sai. Tuy cả đời không phải lo lắng về cái chuyện tiền bạc thì họ phải hiểu rằng chẳng qua họ chỉ có thể ăn dè để dành mà có được cái của ăn của để đó. Thì họ phải hiểu rằng dành dụm từng chút từng đồng, vất vả mồ hôi sôi nước mắt thì mới kiếm được cái đồng tiền ấy. Xin khuyên những người tuổi Tý đừng có ý tưởng phất lên làm giàu nhanh chóng. Nếu làm nặc muốn kiếm thử cái mạo hiểm, hỏng quăng hết cái tâm lý, cái sức lực cả một đời để giành lấy món tiền lớn, cách này thì không đúng. Vậy nên các bạn nên học hỏi một ít cái cách quản lý về tiền bạc, học cách làm sao để tận dụng cho khoản tiền đó một cách là linh hoạt. Chịu khó học hỏi, nghiền ngẫm thì họ có thể nhất định sẽ sống đầy đủ, sung túc và thoải mái. Hậu vận thì hồng phúc tề thiên, hậu vận thì hồng phúc tề thiên, thành đại gia, tỷ phú, sống thoải mái và hưởng phúc suốt đời. Đó là con giáp đầu tiên là những người tuổi Tý. Con giáp thứ hai là những người tuổi Mão. Tuổi Mão là con giáp thứ hai mà thuộc top những con giáp càng già càng giàu. Những người tuổi Mão được thiên hỷ chiếu mệnh, giàu có hơn người, phúc vận thì tốt đẹp vô cùng. Trên con đường đời thì được quý nhân tương trợ giúp đỡ, gặp nhiều cái cơ hội làm giàu, đổi đời đổi vận. Trong cuộc sống tình duyên thì tìm được bạn đời hạnh phúc bền lâu, cuộc sống thì yên ấm và không gặp phải phong ba bão táp. Người tuổi Mão bản tính vốn nhanh nhẹn, láo lỉnh, có thể kiếm tiền bằng cái rất nhiều cách. Dù là tín đồ của mua sắm, thích mê thích về những món đồ xa xỉ, nhưng mà con giáp này vẫn luôn biết cách kiềm chế những cái ham muốn của bản thân, chi tiêu một cách có kế hoạch cụ thể vì những cái mục đích lớn trong cái cuộc sống. Những người tuổi Mão thì được Phật Văn Thù Bồ Tát độ mệnh, tài vận thì trong suốt cuộc đời của người tuổi Mão thì khá là vượng, hiếm khi phải khổ não về cái chuyện tiền bạc. Bên cạnh đó, con giáp này còn có mối giao tiếp rộng rãi, các mối quan hệ xã giao lại hữu hảo, bằng hữu ở khắp nơi, nên phần lớn thì tài phúc đều từ đó mà ra. Có thể nói đây là một trong những con giáp mà tay hoàng chìa khóa cực giỏi, chi tiêu thì đâu ra đấy, thậm chí có thể bỏ ra vài cái khoản dự phòng kha khá dùng cho cái tình huống cấp bách. Ai lấy được con giáp này thì cũng thể được giàu có lên.
Tuổi Mão là những người thông minh, nhanh nhẹn, làm việc thì có trình tự trước sau nên là được tín nhiệm rất nhiều ở bất cứ trong cái môi trường nào. Và sau 40 tuổi ấy, thì những gia chủ tuổi Mão bắt đầu là chứng minh được cái khả năng của bản thân và mở rộng cái mối quan hệ của mình. Cũng từ cái bước đệm đó, bạn có cái đà phấn đấu, tài vận thì phất lên như diều gặp gió, khiến cho thiên hạ phải ghen tị đỏ mắt. Tuổi Mão muốn làm giàu, tinh thần cầu tiến thì không ngừng nghỉ, nên dẫu sinh ra trong nghèo khó thì gì cũng đổi đời làm đại gia, giàu nứt phát từ khi 40 tuổi trở đi. Và càng về hậu vận thì những người tuổi Mão càng ăn nên làm ra, phúc phận thì đầy người. Chẳng những có cái cuộc sống sung sướng trong nhung lụa mà những người tuổi Mão còn có của ăn của để, con cháu ba đời tiêu pha cũng không hết. Hơn nữa, tính cách vui vẻ và hòa đồng của những người tuổi Mão cũng giúp các bạn được đồng nghiệp yêu mến, đồng nghiệp ủng hộ hết sức vào lúc bạn ứng cử vào những cái vị trí quan trọng. Trong khi mà có được cái quyền lực rồi thì những gia chủ tuổi Mão sẽ dễ dàng hơn trong cái công việc của mình, tiền bạc thu về cũng nhiều hơn nhờ được thăng quan tiến chức. Khuyết điểm duy nhất của những người tuổi Mão đó là cái tính đố kỵ, vì ghen ghét người mà có thể gì đầu óc sẽ bị u mê và làm ra những cái chuyện không bình thường, đấy, không thể tưởng tượng được. Những người tuổi Mão thì rất coi trọng cái hình thức, cũng có con mắt thẩm mỹ rất là tốt, đấy. Đồ đạc bài trí trong nhà thì đều rất là phong nhã, nhã nhặn và được nhiều người khen ngợi. Họ rất biết lắng nghe, là những người mà có thể là giữ bí mật. Bản thân thì nhân hậu nên họ hiếm khi nổi giận với ai, luôn khéo léo hóa giải những hiềm khích giữa mọi người. Những người tuổi Mão thì có chính kiến, có nghị lực và nhiệt tình và thân thiện. Trong công việc thì đây là những cái người mà nhẫn nại và có trách nhiệm cao, trọng cái hình thức và có đầu óc kinh doanh. Họ không có chút hứng thú gì với cuộc sống là áp lực nơi phồn hoa đô thị, cũng gì chán ghét cái cảnh nhàm chán, khó khăn của cái giới văn phòng. Những người này nếu mà muốn theo ngành nghề liên quan đến cái nghề kinh tế thì khả năng sẽ làm nên cái nghiệp lớn. Thì ngoài ra cái công việc liên quan đến cái nghệ thuật cũng như là ca hát, diễn xuất hay là gì sáng tác nghệ thuật, còn là kiểm định đá quý, tài chính ngân hàng v.v. cũng thể rất hợp với những người tuổi Mão. Dù làm công việc gì thì họ cũng rất là cẩn thận và chú ý đến cái phúc lợi xã hội sau này. Người tuổi Mão sinh ra trong các tháng sau đây sẽ gặp may mắn đặc biệt trong cuộc đời. Thứ nhất là những người tuổi Mão sinh vào tháng 4, may mắn và cơ hội luôn tìm đến với những người tuổi Mão sinh vào tháng này. Thì đây là những người mà rất nhẹ nhàng, thanh lịch, có học thức và có nhiều cái tài năng xuất chúng hơn người. Họ sẽ có cuộc đời sống hạnh phúc viên mãn, mọi chuyện thì đều thuận buồm xuôi gió và đạt được nhiều cái vinh quang, giàu có sung túc hơn người. Tháng 4 âm lịch là cái tiết lập hạ trong năm. Tuy nhiên trời chuyển sang cái nóng bức ấy, nhưng mà cây cối lại thì xum xuê tươi tốt. Xem vận mệnh của những người tuổi Mão theo tháng sinh âm lịch thì đây là những người có nhiều cơ hội để thăng tiến trong cuộc đời. Tính cách thì hòa nhã, dễ gần, có phần mang hơi hướng của nghệ sĩ. Họ là những người uyên bác, đa tài, học rộng hiểu nhiều. Bất kể là theo cái nghiệp văn chương hay là nghiệp võ thì những người sinh năm Mão ấy, vào cái tháng 4 thì đều có thể tạo dựng được cái sự nghiệp và cái thành công vang dội. Những người học võ thì là tướng tài, mà học văn thì lại là văn hào. Nếu đi theo con đường nghệ thuật thì cũng có thể làm nên cái công trạng, tiền vàng thì chất đống trong nhà. Tiếp theo là những người tuổi Mão mà sinh vào tháng 2. Thì tuổi Mão mà sinh vào tháng 2 thường đạt được cả hai thứ mà gần như là ai cũng mong muốn trong cuộc sống, đó là tiền tài và danh vọng. Họ là những người thông minh và biết học qua những cái trải nghiệm. Thường thì cuộc sống của họ rất là thoải mái và hạnh phúc, bạc tỷ trong tay. Những người tuổi Mão mà sinh vào tháng 8 thì được giàu sang, được trọng vọng và huy hoàng, là những cái từ ngữ để miêu tả những người mà sinh vào tháng 8. Họ là những người tốt bụng, có nhân cách, cao quý và khá nổi tiếng vì những cái phẩm chất tốt đẹp của bản thân. Bên cạnh đó thì họ được hưởng cái phúc phần từ cha ông, nên là cuộc sống lúc nào cũng đầy đủ, vui vẻ. Cái tài lộc và công việc ấy, cái sự nghiệp của những người tuổi Mão thì cũng được gắn thiết kết mật thiết với nhau, có cơ hội thăng tiến cực kỳ là nhanh chóng. Những người tuổi Mão mà sinh vào tháng 5 âm lịch thì là những doanh nhân thiên bẩm. Vì thế, cái sự nghiệp của họ cũng rất thuận lợi, ngày càng tiến tới. Thì đây là những người mà học cao hiểu rộng, trung thực và biết tôn trọng người khác. Cả đời họ sẽ sống trong cảnh an nhàn, thịnh vượng và may mắn. Tài lộc thì sán lạn, tiền về nhiều vô kể. Tiếp theo là những người tuổi Mão sinh vào tháng 3 âm lịch. Thì dù là nam hay nữ, nếu mà là những người tuổi Mão mà sinh vào tháng 3 âm lịch ấy, thì có quý nhân phù hộ. Họ là những người thông minh, năng động, cởi mở, dũng cảm. Cuộc sống của họ hứa hẹn cái sự nghiệp rất là sáng lạn.
Thường thì đây là những người có quyền lực và cái sức ảnh hưởng trong xã hội. Tháng 3 âm lịch trong năm ấy thì rơi vào cái tiết Thanh Minh và tiết Công Vũ, trời đất giao hòa, phúc lộc thì tràn trề. Bất kể là nam hay nữ thì đây đều là những người có phúc. Người tuổi Mão và sinh vào tháng 3 âm lịch là những người thông minh, lanh lợi, tư duy thì phóng khoáng, nhạy bén. Và theo tháng sinh âm lịch thì đây là những người có tiền đồ rộng mở, công danh sự nghiệp thì thành công, quyền lực thì hơn người. Người tuổi Mão vận số tốt đẹp như vậy, mà nếu như mà người tuổi Mão chú ý thêm những cái điểm này thì giàu có, thành công và tiền bạc còn đến sớm hơn nhiều trong cuộc đời của họ. Đầu tiên là những người tuổi Mão nên biết rằng người càng nhạy cảm với cuộc sống thì càng dễ đau khổ. Điều gì xảy ra trong cuộc sống thì không quan trọng. Bằng cái góc nhìn của bạn có thể tìm được cái mặt tích cực của tất cả mọi vấn đề và mọi cái thử thách ở cuối cuộc đời. Càng sớm học được cái góc nhìn của những người tích cực và thành công thì tiền bạc càng đến sớm hơn với những người tuổi Mão. Thứ hai là bản chất cuộc đời là vô thường, không ổn định. Cái người tuổi Mão cần làm ấy là có kế hoạch chi tiết rõ ràng cho cái cuộc đời của mình. Chính bạn phải dành thời gian thêm cho cái bản thân để viết ra cái mục tiêu thực sự trong cuộc sống của mình và lên kế hoạch chi tiết cho cái mục tiêu đó. Không lập kế hoạch thì chính là để lập kế hoạch cho sự thất bại. Và các bạn mà còn làm việc theo cảm tính và cái cảm xúc thì sẽ phải trả giá đắt cho cuộc đời của mình. Đó là những người tuổi Mão, con giáp may mắn thứ hai, càng già càng giàu. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba, càng già càng giàu, thì đó chính là những người tuổi Hợi. Những người tuổi Hợi, trả lời câu hỏi con giáp nào càng già càng giàu, ngồi mát ăn bát vàng, thì tuổi Hợi sẽ lọt vào top những con giáp may mắn trên. Để biết tại sao những người tuổi Hợi lại được Thượng Đế ưu ái đến như thế, trước tiên bạn nên nắm qua về tử vi của những người tuổi Hợi. Thì những người tuổi Hợi trời sinh được phúc tinh chiếu mệnh, được Phật A Di Đà độ mệnh, nên cuộc đời thì giàu có, tài lộc và may mắn. Đặc biệt hơn, những người tuổi này là có số phú quý an nhàn, sự nghiệp công danh thì đầy đủ, được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nên nếu họ mở theo sự nghiệp quan trường thì sẽ dễ làm nên đại sự, địa vị thì cao quý, được nhiều người kính nể. Người tuổi Hợi được thần tài nâng đỡ, sao tài tinh chiếu mệnh, cả vận chính tài lẫn thiên tài thì đều rất là tốt. Dù là làm ăn kinh doanh hay làm cho cơ sở thì đều được lộc trời ban. Tuy nhiên, không phải là ngay từ khi còn trẻ, cái vận mệnh càng già càng giàu nứt két, nứt tường đổ vách của con giáp này cũng vô cùng rõ ràng. Ngay từ khi mới lọt lòng, những người tuổi Hợi đã phúc khí đầy mình. Trời sinh tuổi Hợi đa số là thông minh, tốt bụng, hiền lành, khoan dung và độ lượng, nên thường được cái mối quan hệ hài hòa với những người khác. Từ đó cái vận may sẽ không sớm thì muộn sẽ đến gõ cửa những người tuổi Hợi. Theo các chuyên gia phong thủy thì người tuổi Hợi vốn mang nhiều cái phúc khí, gặp được nhiều cái may mắn và cái khát vọng lớn về cái sự giàu có, giàu sang phú quý. Thành công đến với họ không quá khó khăn nhưng cũng không quá là nhanh, mà cứ từ từ từng bước vững chắc. Với người tuổi Hợi trở nên thành đạt, giàu có nhìn chung là gì, có phần thuận lợi hơn một số con giáp khác. Những người tuổi Hợi khi còn trẻ thì thường gặp phải những cái trở ngại, những cái khó khăn. Vì vậy, sau khi trưởng thành, họ sẽ tích cực làm việc, nỗ lực kiếm tiền, mong muốn có được cái cảm giác an toàn và mong muốn được thành công. Hơn nữa, họ luôn trau dồi các mối quan hệ trong xã hội trên cái quãng đường đời của mình, nên càng ngày càng trở nên thuận lợi. Càng về già thì sẽ càng sống trong cảnh giàu sang phú quý. Nửa đời sau của những người tuổi Hợi thường được hưởng cái cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, sung túc đầy đủ, tiền bạc thì chất đống trong nhà. Những người tuổi Hợi là những người hiền lành, lương thiện, luôn hài lòng với cái cuộc sống. Càng về già, phúc khí lại càng vây quanh con giáp này. Khi bước vào cái tuổi trung niên, cụ thể là sau 40 tuổi, thì cuộc sống của những người tuổi Hợi dường như là bước sang một cái trang mới, với những cái điều tốt đẹp hơn. Nếu mà gặp phải những cái khó khăn ấy, thì họ cũng được quý nhân phù trợ, gặp nguy thì hóa lành. Cái sự nghiệp cũng nhờ vậy mà liên tục được đi lên như diều gặp gió, tài lộc thì ngày càng dồi dào hơn. Chính vì cái lý do trên mà những người tuổi Hợi luôn gặp may mắn trong cuộc sống và không bao giờ phải lo lắng về cái chuyện tiền bạc. Con giáp này sẽ luôn có quý nhân phù trợ, đem lại cho nhiều cái cơ hội cầu tài, phát tài phát lộc, nên tiền bạc không bao giờ lo túng thiếu. Ngay từ khi mới lọt lòng, những người tuổi Hợi đã có phúc đức đầy mình. Đa số là những người tuổi Hợi đều là tốt bụng, hiền lành và là những người nhân hậu. Trời sinh họ là những người thông minh, tài năng, vận may thì không sớm thì muộn cũng sẽ đến. Khi bước vào cái độ tuổi trung niên, cụ thể là cái tuổi 40, thì người tuổi Hợi sẽ khiến cho những người khác phải ngưỡng mộ về cuộc sống sung túc trọn vẹn của mình.
nếu có gặp phải khó khăn ấy, thì họ cũng sẽ được quý nhân phù trợ. Gặp nguy thì hóa lành, gặp dữ hóa lành. Do đó, nửa đời sau của những người tuổi Hợi thì tài lộc cứ dồi dào kéo đến, ít nhất thì cũng tậu được xe, được nhà. Những người tuổi sinh năm Hợi thì đều có tính cách là lạc quan, vui vẻ, biết tận hưởng cái cuộc sống. Mặc dù những năm còn trẻ thì tuổi Hợi không có nhiều cái ham muốn kiếm tiền lắm, nhưng con giáp này vẫn có của ăn của để nhờ vào cái sự nỗ lực từ chính bản thân mình. Tuổi Hợi luôn cố gắng chăm chỉ và biết cách cân nhắc giữa công việc và cái cuộc sống cá nhân. Do đó, thu nhập của họ luôn ổn định, thậm chí là có thể tăng tiến dần theo thời gian. Thế nhưng, phải đến khi những người tuổi Hợi lập gia thất thì họ mới bắt đầu mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn và nghiêm túc nghĩ đến cái chuyện tích lũy tài sản. Lúc này, những gia chủ tuổi Hợi cố gắng phấn đấu để tạo ra nhiều cái của cái hơn. Chính vì cái điều đó, khi bước vào cái tuổi trung niên, những người tuổi Hợi thì thường sống trong cái cuộc sống sung túc, đầy đủ và không cần phải lo nghĩ gì đến tiền bạc. Tuổi Hợi là những người mà giàu lòng trước ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, những người tuổi Hợi thường được mọi người yêu quý và tôn trọng. Tính cách của những người tuổi Hợi thì tuổi Hợi là những người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng. Họ sẽ dễ xúc động với những người mà gặp khó khăn hoặc là những người trong hoàn cảnh bất hạnh. Bởi vậy, tuổi Hợi hay tham gia vào những cái hoạt động từ thiện để làm những cái việc có ích cho xã hội. Tuổi Hợi dễ dàng trao cái niềm tin của mình cho bất kỳ ai, dù là những người mới gặp gỡ. Cái sự cả tin ấy đôi lúc sẽ khiến họ vấp phải những cái sai lầm, những thất bại trong cuộc sống. Khi ấy, tuổi Hợi dường như đổ lỗi cho cái số phận, tỏ ra bất cần và chán nản. Trạng thái khủng hoảng nhất xảy ra khi mà họ phát hiện người mình đã từng tin tưởng lại lừa gạt mình, lợi dụng và hãm hại mình. Họ không thích tranh luận, đấu khẩu với những người khác. Phương châm sống của những người tuổi Hợi là một điều nhịn bằng 9 điều lành. Bởi vậy, dù kẻ khác có cố tình gây sự, thì tuổi Hợi cũng sẽ giữ thái độ hài hòa, hòa hợp, nhường nhịn. Cái sự thật thà, cái sự chân thành sẽ giúp những người tuổi Hợi xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Đi đến đâu ấy, thì những người tuổi Hợi cũng có những người yêu quý và ngưỡng mộ. Thế nhưng, những người này thì không bao giờ tỏ vẻ kiêu ngạo, phô trương. Ngược lại, lúc nào cũng khiêm tốn và rụt rè. Tuổi Hợi thì càng về già càng giàu, càng an nhàn. Có rất nhiều người hỏi con giáp này tại sao về già lại càng giàu. Họ đều cho rằng tuổi Hợi là con giáp mà được hưởng nhiều cái phúc khí của trời đất. Làm việc gì thì cũng sẽ gặp được may mắn và sớm sở hữu cái cuộc sống sung túc viên mãn. Điều này không sai, nhưng vẫn có một số người tuổi Hợi vì cái hoàn cảnh đưa đẩy mà đến 30 tuổi rồi họ vẫn chưa tạo dựng được gì trong sự nghiệp. Trời sinh họ vốn là những người hiền lành, nhân hậu, làm việc gì cũng nghĩ cho người khác. Vì vậy, họ luôn được quý nhân chiếu cố và tận tình giúp đỡ. Tử vi học cũng có nói, chỉ cần sống đúng với cái bản chất của mình, thì đến năm 30 tuổi, nếu mà bạn chưa có gì thì cũng chẳng cần phải bận tâm. Mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ đến với những người tuổi Hợi khi mà họ đến 40 tuổi. Thời điểm này không những tuổi Hợi có cái sự nghiệp ổn định, mà hôn nhân, tiền tài cũng thì từng bước lên cái tầm cao mới. Và từ tuổi 50 trở đi thì vinh hoa phú quý chỉ trong tầm tay. Cái việc cần làm cho những người tuổi Hợi là an nhàn tận hưởng tất cả. Muốn gì thì có đó, cuộc sống thì giàu có viên mãn, khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Những người tuổi Hợi khi còn trẻ thì thường hay gặp phải những trở ngại, những khó khăn trong cuộc sống. Và sau khi trưởng thành, họ sẽ tích cực làm việc, nỗ lực để kiếm tiền, mong muốn có được cái cảm giác an toàn và mong muốn có được thành công hơn nữa. Họ cũng không ngừng trau dồi các mối quan hệ xã hội. Trên con đường đời của những người tuổi Hợi thì càng ngày càng thuận lợi, càng về già thì sẽ càng được sống trong cuộc sống giàu sang, phú quý. Nếu như những người tuổi Hợi có thể chú ý thêm những cái điều này thì thành công, giàu có và tiền tài sẽ đổ về họ sớm hơn rất nhiều. Khi còn trẻ thì đừng chỉ biết là lối sống hưởng thụ an nhàn mà thụ động trong cái công việc. Cái sự ổn định ấy chỉ dành cho những người nghèo mà thôi. Thay vì thích ổn định, các bạn hãy lập ra cái mục tiêu và cái hoài bão cho cái sự nghiệp của mình, cho cái tiền đồ của bản thân, nghĩ lớn và sẵn sàng thất bại 5 đến 10 năm. Tuổi trẻ như vậy thì mới huy hoàng, mới có nhiều cái gia vị trong cuộc sống. Trong chuyện tình cảm cá nhân thì những người tuổi Hợi trung tình nên dễ dẫn đến lụy tình. Họ thích đắm chìm trong cái sự suy tư, trong cái nỗi buồn, trong cái hoài niệm và không muốn chia sẻ với ai. Họ rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Khi mà bị tổn thương thì họ sẽ nhớ rất lâu. Họ
họ chỉ cất giấu trong lòng rồi thi thoảng gặm nhấm cái nỗi buồn của mình. Chính bởi cái điều này thì những người cầm tinh con heo thì thường thấy rất cô đơn, lạc lõng trong cái mối quan hệ yêu đương, mặc dù có thể họ đang nắm giữ một cái tình yêu nồng nàn. Và để thành công và giàu có thì bí quyết nằm ở chỗ các bạn phải học theo cái người thành công, đi theo những người thành công, dám tạm thời bỏ qua những cái mối quan hệ nghèo và tiêu cực, dám thay đổi bản thân, dám học tập, đọc sách, dám xem những cái chương trình phát triển bản thân và dám trả giá cho những cái thành công của mình. Tuổi Hợi chắc chắn đầy gian khó, khổ cực trong cái chuỗi ngày khởi nghiệp, nhưng mà con đường thành công, giàu có, hạnh phúc nằm ngay ở trước mắt. Các bạn chỉ cần bước đi thì làm sẽ đến. 4. Con giáp cuối cùng là những người tuổi Thìn. Thì từ trung niên trở đi là giàu có, nứt tường đổ vách, thiên hạ phải thán phục bội phần. Để trả lời cho câu hỏi con giáp nào càng về già càng giàu thì tuổi Thìn chắc chắn lọt vào top những con giáp này. Để biết vì sao những người tuổi Thìn sẽ được thượng đế, được thần tài ưu ái đến thế, trước tiên các bạn cùng phải xem qua về cái lá số tử vi của những người tuổi Thìn. Những gia chủ tuổi Thìn ấy, thì có phúc tinh tử vi chỉ đường dẫn lối, được Phật Phổ Hiền Bồ Tát độ mệnh. Trong cuộc đời thì gặp được quý nhân phù trợ. Đây là con giáp có lý tưởng, có hoài bão, cái sự nghiệp chắc chắn có nhiều thành công lớn hơn. Người này cả đời gặp nhiều cái may mắn, có lộc trời ban, có phúc tinh cao chiếu, có tài tinh dẫn lối, nên là tiền đồ được sáng lạn, công danh thì hiển hách, không phải lo lắng và phiền muộn. Cái cuộc sống thì lúc nào cũng ấm êm và hạnh phúc. Những gia chủ tuổi Thìn ấy là những đứa con cưng của trời đất, sinh ra đã được trời định số phận giàu sang. Càng có tuổi thì tiền vàng càng nhiều và càng hạnh phúc. Những người tuổi Thìn vốn mang cái mệnh của con rồng, họ là những người luôn theo đuổi cái sự quyền lực và giàu có. Do đó, dù bất kể cuộc sống khó khăn như thế nào thì họ đều có thể vượt qua nhờ cái bản lĩnh phi thường của mình. Một bộ phận đặc biệt, những người tuổi Thìn thì lại gặt hái được nhiều cái thành công từ khi còn trẻ. Họ không những công thành danh toại mà có những người còn có quyền cao chức trọng, được mọi người kính nể, nể phục. Bộ phận còn lại thì hầu hết là sau 40 tuổi thì là cái thời điểm mà dầu quay lên, tinh hoa hội tụ chín mùi, cái vận mệnh một bước lên mây, giàu có nhanh chóng, ngồi trên núi tiền vang danh thiên hạ. Rồng là một con vật đại diện cho cái sức mạnh linh thiêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi Thìn thì là những người thông minh sắc sảo, sống năng tàn, song lại thực sự là những người mà đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Những người tuổi Thìn có cá tính mạnh mẽ, kiên cường và không ngừng phấn đấu, cố gắng để theo đuổi cái quyền lực của mình, cái sự giàu có của mình. Trong cuộc sống, những người tuổi Thìn là những người mà làm được nhiều việc lớn. Đa số họ đều xây dựng được cái cơ ngơi vững chắc, cái sự nghiệp bạc tỷ và nhà cửa thì đồ sộ, công ty thì tầm cỡ bạc tỷ. Sinh ra với cái tư chất thông minh lại được trời phú thêm cái sự may mắn. Vậy nên những người tuổi Thìn ấy là những người có tướng làm lãnh đạo. Con giáp này đôi khi hay kêu than với những người bạn bè về cái vấn đề tiền bạc, song thực tế đó chỉ là những cái khó khăn trong chốc lát. Vận trình của những người tuổi Thìn ấy thì thường rất hanh thông, đặc biệt càng về già sẽ càng được hưởng cái phú quý giàu sang. Người tuổi Thìn thì rất giỏi quản lý chi tiêu về tiền bạc. Họ không chỉ là những người mà kiếm ra tiền mà còn giữ được tiền, khiến cho gì tiền để ra tiền, thì đó chính là những người tuổi Thìn. Họ là những người mạnh mẽ, thành công, dứt khoát và quyết đoán. Con giáp này một khi mà đã đặt ra cái mục tiêu cho mình ấy, thì nhất định sẽ thực hiện bằng được. Nhưng đôi khi do cái vận may chưa đến nên đôi lúc họ vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Ở trong tử vi học có nói, tuổi Thìn là những người mà vốn từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, nên làm việc gì cũng sẽ dễ dàng hơn người khác. Khi mà bước vào cái giai đoạn trung vận, họ sẽ có được những thành tựu nhất định. Nếu như không trở thành đại gia như bao người khác thì ít nhất cũng có được cái cuộc sống sung túc, viên mãn, không thiếu một cái thứ gì. Người tuổi Thìn thì luôn biến mình trở nên mạnh mẽ hơn. Họ không chỉ đặc biệt chú ý vào cái lòng tự trọng mà càng chú ý về cái thể diện của mình. Vì vậy, dù họ có ăn mì gói thì ra đường cũng phải là rạng rỡ và sang trọng hơn người. Với tâm thế không chịu thua đó thì những người tuổi Thìn sẽ cố gắng vận dụng cái trí óc, cái công sức của mình vào cái công cuộc tìm kiếm tiền. Dù khó khăn đến mấy thì họ cũng không bao giờ buông xuôi. Và khi về già, họ sẽ tích cóp được nhiều của cái hơn, nhiều tiền bạc hơn, nhiều đất đai hơn. Cái sản nghiệp của họ thì đồ sộ, cuộc sống của họ thì ngập tràn trong phú quý giàu sang, khiến cho ai cũng phải ngưỡng mộ và gì thèm khát. Ở những gia chủ tuổi Thìn thì sinh ra đã thông minh lanh lợi, lại phản ứng nhạy bén, quan sát thì thấu đáo.
Cái đặc điểm này sẽ có lợi cho cái sự nghiệp phát triển về cái tài năng, về lĩnh vực kinh tế. Họ hiểu tường tận tỉ mỉ về việc quản lý tài chính. Do đó, tài lộc của những người tuổi Thìn cực kỳ tốt. Thông thường với những người tuổi Thìn thì tiền bạc chỉ cần lợi dụng một chút cái thủ đoạn là có thể đạt được cái mục tiêu cao, chứ không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của họ. Mong ước lớn nhất trong cuộc đời họ là thực hiện những ước mơ của mình mà thôi. Quan niệm về quản lý tài chính, của những người tuổi Thìn cũng rất rõ ràng. Nếu có thể coi việc hài hòa giữa hiện thực và lý tưởng thì coi việc kiếm tiền là cái lẽ sống thì có thể họ trở thành siêu tỷ phú. Tuy nhiên, nhìn vào cái cá tính của những người tuổi Thìn, nếu mà thu vào nhiều ấy, thì chi ra cũng khá lớn. Bởi vậy, nếu họ muốn tiết kiệm, cần phải có một cái kế hoạch thì có thể theo đuổi một số cái nghề như là đầu tư vào cổ phiếu hay là buôn bán đất bán. Đó là cách tốt nhất để giữ gìn tài sản. Nhưng mà những người tuổi Thìn đa phần là được lộc trời cho, tài lộc thì thông suốt, gặp nguy thì hóa an, gặp dữ thì hóa lành. Song tốt nhất các bạn vẫn nên cẩn thận trong chuyện tiền bạc, trong chuyện tiền đồ của tương lai. Những người tuổi Thìn là những người thông minh, thanh lợi, cương trực, hoạt bát, thẳng thắn, thành thật, khoan dung độ lượng và tràn đầy sức sống. Phản ứng thì nhanh nhạy, họ thẳng thắn nên đôi khi hay mắc phải cái chuyện thị phi. Họ tự kiêu thanh cao, song lại rất thành thật. Họ tự cho mình là trung tâm nhưng họ lại rất có khí phách. Họ xử lý công việc một cách là quyết đoán, chỉ cần quyết định xong một cái việc nào đó thì thích bắt tay và phải thực hiện luôn. Họ có tinh thần trách nhiệm và cái năng lượng rất là dồi dào. Họ có tiềm năng rất lớn và tự tin trước mọi việc. Những gia chủ tuổi Thìn là những người giỏi luận nhóm, giỏi tìm tòi và có tài lãnh đạo. Bên cạnh đó thì điểm yếu của họ là khá bị động trước tình yêu, song cái chuyện yêu đương của họ lại tiến triển hết sức thuận lợi. Những người tuổi Thìn mà có cái tháng sinh sau đây thì sẽ có cuộc sống gặp nhiều may mắn hơn người. Có thể thời trẻ gặp nhiều cái khó khăn, nhưng mà bằng cái sự cố gắng, bằng cái sự kiên trì, cộng thêm cái sự may mắn, được cái phúc lộc trời ban sẽ khiến cho họ có cuộc sống hậu vận sung túc, không ai sánh bằng. Những người tuổi Thìn mà sinh vào tháng 3 thì có nhiều cái tài năng thiên bẩm, nhưng mà tuổi Thìn sinh vào tháng 3 thì thường đảm nhận những cái vị trí quan trọng trong cái công việc. Bên cạnh đó, họ cũng là những người có ý chí quyết tâm và cực kỳ kiên định trong cuộc sống. Hầu hết những người tuổi Thìn mà sinh vào tháng này thì đều đạt được những địa vị, những chức vụ cao trong xã hội. Càng về già thì càng lắm tiền nhiều của. Hậu vận sống trong cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, được người đời ngưỡng mộ và thèm muốn. Những người tuổi Thìn mà sinh vào tháng 8 âm lịch ấy, thì thường là những người có phẩm chất vô cùng là nổi trội. Họ là tâm điểm của mọi cái tập thể và thường có cái cuộc sống chu du, khám phá nhiều nơi trên thế giới. Hậu vận thì đại phú đại quý, tiền bạc, lộc giá, đất đai nhiều vô kể. Những người tuổi Thìn mà sinh vào tháng 4 âm lịch ấy, thì là những người mà mạnh mẽ, là những người thông thái và được nhiều người khác kính nể. Từ khi sinh ra, họ đã được định sẵn sẽ đạt được cái danh vọng tiền tài trong cuộc sống. Hậu vận làm ăn thì phát đạt, phi phương, vang danh bốn bể. Chức cao vọng trọng, tài sản thì tiêu cả đời không hết. Những người tuổi Thìn mà sinh vào tháng 2 âm lịch thì là những người thì khá là may mắn và thành công trong sự nghiệp. Không những có quyền lực và địa vị cao sang mà họ còn được mọi người xung quanh yêu mến và tôn trọng. Hậu vận thì sẽ là gì? Đại tỷ phú. Tiền thì tiêu cả quyển, nhà cao cửa rộng, xe sang đều đủ cả. Những người tuổi Thìn mà sinh vào tháng 7 ấy, thì được trời phú cho nhiều cái tài năng xuất chúng và cái lòng can đảm hơn người. Đây là những người sẽ đạt được cái thành công lớn trong mọi mặt của cuộc sống, đặc biệt là về tài chính, tài lộc. Họ có sức khỏe dồi dào và được tôn kính. Người quản lý tài sản tốt hay là những người trưởng thành và giàu có là những cụm từ mà nhiều người nói về những người tuổi Thìn. Cái sự thành công của những người tuổi Thìn sẽ khiến cho nhiều người ngưỡng mộ và xem họ là cái hình mẫu lý tưởng. Những người tuổi Thìn thường mang đến cho mọi người cái cảm giác là lý trí, nhạy bén và rất sâu sắc. Tuổi Thìn còn gặp rất nhiều cái vận may trong cuộc sống. Những vận may này thường đến với họ một cách bất ngờ mà chỉ đôi khi họ cũng không thể ngờ tới. Nếu những người tuổi Thìn trong cuộc đời mà khắc phục được những cái điểm yếu sau đây thì cả cuộc đời sẽ được hạnh phúc, giàu có và thành công hơn rất nhiều. Từ đó tiền tài sẽ đến sớm hơn rất nhiều. Đầu tiên, tuổi Thìn thì hay lên mặt lạc độ người khác, có kỷ luật kém, hay tự cao tự đại, không chịu nhận sai, thiếu được sự linh hoạt trong cuộc sống. Tuổi Thìn lại không thể cưỡng lại được trước những cái thứ màu hồng quá lãng mạn. Tuổi Thìn thì hiếm khi thực lòng yêu người khác. Vì thế trong tình yêu thì họ luôn là những người cảm thấy là thất vọng. Ngược lại, những người yêu họ thì thường phải chấp nhận nếm trái đắng.
Những người tuổi Thìn thì hay là những người cầu toàn, hay phê phán người khác, hay chỉ trích người khác. Khi họ không thể chấp nhận nổi cái khả năng làm việc kém cỏi của họ, tài hoa xuất chúng nên khó tránh khỏi cái thói tự phụ, tự kiêu. Đôi khi họ cũng không thể chịu đựng được cái sự bất lợi trong cái thử thách và lẩn tránh khi gặp phải thất bại, thiếu kiên nhẫn trong cuộc sống. Tuổi Thìn rất cần một cái tập thể có những người bạn tốt và có ý chí tiến thủ. Khi mà ở gần họ thì những người tuổi Thìn sẽ có mục tiêu để phấn đấu, tiền tài sẽ rất sớm đến sớm hơn với những người tuổi này. Còn nếu tuổi Thìn mà cứ mãi giao du với những người thất bại hay là phàn nàn về cuộc sống thì họ cũng sẽ bị bào mòn cái ý chí và mất đi cái sự cố gắng sống trong cái cuộc sống tầm thường mà nhỏ bé. Thưa quý vị, vừa rồi tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về top 4 con giáp khổ trước sướng sau, càng già càng giàu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng những con giáp vừa rồi có trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn có được thêm nhiều may mắn, đặc biệt sẽ giúp quý vị chủ động hơn trong cuộc sống của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.